Cái mà chúng ta đang nói cái từ hộp đen này nè là chúng ta đang mượn các bạn, mượn kiểm thử hộp đen. Tại vì sao hộp đen mà là màu cam? Màu này là màu có độ tương phản cao. Khi mà máy bay rơi thì nó có thể rớt cái hộp này ra ở đâu đó và đội cứu hộ sẽ tìm thấy cái hộp này nhanh nhất có thể. Hộp này tại sao chúng ta gọi là hộp đen? Bởi vì nó sẽ được bảo mật và gần như cái sự rơi vỡ của nó rất khó. Nó đảm bảo tính chắc chắn và tất cả những dữ liệu của chuyến bay nó đều lưu trữ ở đây, kể cả hoạt động của động cơ, kể cả các thao tác của phi công, kể cả là cái lời thoại của phi công nó cũng được lưu trong này luôn. Nói chung là tất cả mọi thứ. Và khi mà người ta kiểm tra cái thông tin bên trong này thì người ta đảm bảo rằng là không cần biết bên trong là sao, mà người ta chỉ biết đầu vào là thông tin được đưa vào và người ta lấy đầu ra thôi. Đó là cái khái niệm hộp đen trong máy bay. Còn đối với lại trong công nghệ thông tin thì chúng ta kiểm thử hộp đen, ví dụ như là bạn xử lý một cái plug-in ở chỗ này đối với lại cái WordPress của chúng ta. Khi mà các bạn làm một cái đăng nhập đi, làm một cái đăng nhập thì bạn setup ở bên trong, bạn sẽ cấu hình gì đó thầy không cần biết. Rồi bạn setup cái chương trình khuyến mãi lúc nãy, thầy không cần biết bạn làm gì. Thầy chỉ cần đưa cái rule thôi, đưa cái rule bạn setup ở đây. Và đưa đầu vào là có một khách hàng mua một sản phẩm thì khuyến mãi 7%. Mua hai sản phẩm thì được sản khuyến mãi 6% cho hai sản phẩm. Mua ba thì được khuyến mãi nhiêu đó. Ví dụ như vậy. Hoặc là nếu mà mua một sản phẩm thì được khuyến mãi 7%, mua hai sản phẩm thì được khuyến mãi 8%, mua ba sản phẩm thì được khuyến mãi 10%, ví dụ thế. Thì ở trong này bạn setup như thế nào thầy không cần biết, thì cái đội ngũ kiểm thử tỉnh lúc nãy á, là đã kiểm rồi, phải đảm bảo chắc chắn rằng là cái khuyến mãi của mình không bị sơ sót. iPhone 14, iPhone 15 xong xong nhé. Như vậy thì nếu như bạn kiểm thử tỉnh, bạn phải mở ra, bạn soi từng chút, bạn lật qua lật qua lật qua lật qua, bạn soi có đủ thời gian để mình làm việc đó không. Tất cả mọi thứ mình đều kiểm thử ở dạng đó hết, đủ thời gian không? Không đủ các bạn. Mình kiểm thử như vậy mà tất tần tật mọi thứ, gần như mình kiểm thử vét cạn á, là không thể. Cho nên mình sẽ dùng phương pháp kiểm thử hộp đen. Bây giờ tôi cho đầu vào cái một sản phẩm ra đây giảm 7%. Tôi cho hai sản phẩm giảm 8%. Cho ba sản phẩm giảm 10%. Và tôi kiểm 10 lần như vậy, đều đúng như vậy, thì tôi nghĩ rằng lần thứ 11 cũng đúng như vậy là đảm bảo, là yên tâm rồi. Còn lần thứ 1001 nó bị fail thì cái chuyện đó mình không hề mong muốn, vẫn có thể xảy ra. Nhưng mà mình kiểm thử đầu vào, cho dữ liệu đầu vào, đảm bảo dữ liệu đầu ra. Như vậy thì lúc này các bạn sẽ có một cái quy tắc giúp thầy. Có một quy tắc đầu vào, bạn sẽ setup cho nó là cái gì? Chữ A. Thì đầu ra phải là chữ A phải. Ví dụ như thế, đó là cái rule của mình. Đầu vào cái gì, đầu ra cái gì, mình phải biết trước. Và khi mình cho đầu vào là A, nó ra A phải thật, đúng. Đầu vào là B, nó cho ra B phải, đúng, là pass. Đầu vào là C, nó cho ra C phải, pass. Nếu trường hợp đầu vào là D, nó cho ra D 2 phẩy, fail. Được chưa? Đó, như vậy thì các bạn kiểm thử hộp đen là không cần biết bên trong anh làm cái gì. Tôi chỉ cần biết dữ liệu đầu vào như thế này thì sẽ ra như thế này. Được chưa? Như vậy chúng ta hiểu được kiểm thử hộp đen chưa? Rồi. Ok. Ưu điểm của kiểm thử hộp đen là gì? À, các bạn cho thầy biết, nhắn lại cho thầy thông tin của các bạn và ưu điểm của kiểm thử hộp đen theo các bạn hiểu ha. Ok, theo các bạn hiểu, ưu điểm của kiểm thử hộp đen là gì? Các bạn nhắn cho thầy một câu ngắn gọn thôi.
Ok, rất hay Sơn, nhanh chóng, gọn gàng. Những bạn khác tranh thủ giúp thầy nè. Các bạn cứ thoải mái ha, nhắn theo cách bạn hiểu. Ngắn gọn thôi, các bạn không cần phải nhắn dài đâu. Theo cách bạn hiểu ngắn gọn. Tại sao phải kiểm thử hộp đen? Tại sao mình không có kiểm thử theo cái dạng là kiểm thử tĩnh? Tại sao không phải không 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 có kiểm thử hộp trắng, tức là mở hết ra để kiểm, mà mình phải kiểm thử hộp đen? Mình áp dụng kiểm thử hộp đen có lợi gì? Rồi các bạn cứ gõ nội dung lên, và đây là phần Wow, anh Pha có một câu trả lời cực kỳ hay. Ok, ôi dạ, Ngọc ơi Ngọc, Ngọc ơi Ngọc, Ngọc 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 nhắn như vậy là chưa ổn Ngọc ơi. Còn tại sao chưa ổn thì xem lại nha. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Bạn nào chưa nhắn thì tranh thủ nhắn. Bạn nào nhắn rồi, tạm biệt các bạn. Bye bye. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Dạ chào thầy. Một ngày vui. Dạ chào thầy ạ.